Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các quy định của pháp luật đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không chấp hành quy định về lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyển đổi biển số kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, không chấp hành quy định về lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyển đổi biển kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng. Các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cửa thu phí điện tử không dừng, gây mất an ninh trật tự và ủn tắc giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố mới có hơn 11.000 phương tiện kinh doanh vận tải hoàn thành lắp đặt camera giám sát, chiếm 32% tổng số phương tiện. Số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy, hiện thành phố vẫn còn gần 23.290 phương tiện chưa lắp đặt camera giám sát, chiếm 68% lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn. Trước tình hình xe ô tô kinh doanh trên địa bàn Hà Nội lắp camera vẫn chưa đạt mục tiêu, Sở đã giao thanh tra đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền hướng dẫn triển khai lắp. Đồng thời xây dựng phương án tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản thông báo đến các sở giao thông vận tải trên cả nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, cả nước có hơn 20.600 xe ô tô chở người, xe tải hết niên hạn, phải ngừng lưu hành trên đường. Trong số này, Cục Đăng kiểm cho biết có trên 4.770 xe chở người, hơn 15.900 xe tải chở hàng. Theo quy định, xe ô tô hết niên hạn sẽ phải nộp hoặc thu hồi lại biển số, cấm lưu hành trên đường. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết qua theo dõi và công tác đăng kiểm xe ô tô, sau khi có đường số lượng danh sách trên, cục đã có thông báo đề nghị các sở giao thông vận tải các địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp xe hết niên hạn đăng ký vẫn tham gia giao thông.